Lên rồi nha. Lên chưa? Alo, không biết là mọi người có nghe rõ không ha? Hiện tại là mạng bên mình nó đang hơi gặp vấn đề một chút xíu. Mạng mạng bên mình nó đang gặp vấn đề. Thì bạn nào nghe rõ thì có thể comment chữ rõ được không ạ? Để mình biết mà mình điều chỉnh ha. Alo, mọi người nghe rõ chưa ha? Thì ok thì mình sẽ như là hôm nay á, mình đợt trước là mình có chia sẻ với các bạn á, là ngày ngày hôm nay ha, lúc 20 giờ 30 phút thì vì một số lý do kỹ thuật á, thì bây giờ bên mình mới lên hình được ha. Anh chị em nào nghe rõ comment tiếng nghe rõ được không ạ? Tại vì bên mình đang khá là lắc á, thì không biết là mọi người có nhìn thấy rõ không ha. Rồi, ok. Xin chào anh em ha. Thì ok, mình giới thiệu luôn. Mình tên là Lý. Thì đợt trước mình có post một cái bài post trên group á, mình có nói về vấn đề SEO và quy trình SEO cho các bạn á. Thì mình cũng nhận được khá là nhiều lượt inbox ha. Và câu hỏi chung là đa phần mọi người đều không biết là mình cần phải làm gì khi mà bắt đầu SEO ha. Thì livestream hôm nay á, mình sẽ chỉ tập trung nha, mình tập trung mình nói về quy trình SEO để cho những bạn mới biết á, các bạn có thể hình dung được cái quy trình cụ thể luôn là mình nên làm cái gì, từng bước ra như thế nào ha. Và mình nghĩ là những cái bạn nào mà mới SEO hoặc là những bạn SEO đã có kinh nghiệm rồi thì mình cũng nên tham khảo thử cái video này ha, thì biết đâu nó lại giúp ích được cho các bạn thì sao. Rồi ok, hiện tại là mới có 4 người xem thôi à, thì ok, bây giờ mình sẽ dành ưu tiên cho các bạn mới xem ha. Các bạn được quyền, mỗi bạn được quyền đặt 2 câu hỏi cho mình, thì tới cuối video á thì mình sẽ giải đáp câu hỏi đó của các bạn ha. Mỗi bạn được quyền đặt 2 câu hỏi cho mình ha, chỉ dành cho những bạn hiện tại thôi.
anh em mình cứ đặt câu hỏi nhá. Còn bây giờ thì thầy Lý bắt đầu livestream mà và nói về cái quy trình, còn trong quá trình mà anh em nào có câu hỏi cứ đặt lại thì mình sẽ tổng hợp lại nhá. Ok, thì chắc mình sẽ đợi thêm tầm 4 phút nữa ha. Tới 8 giờ 50. Chào Lộc nha. Lộc chia sẻ giúp anh đi Lộc ơi. Nhầm, chia sẻ giúp thầy Lý. Rồi, bạn Nguyễn Đức Lộc có đặt một câu hỏi là link forum còn work không ạ? À? Ok, thì câu hỏi này ở cuối livestream thì mình sẽ giải đáp một cách chi tiết luôn ha. Rồi, mình nhắc lại ha. Mỗi bạn hiện tại là có quyền gửi cho mình hai câu hỏi ha. Thì mỗi bạn chỉ được quyền gửi hai câu hỏi ha, thì cuối video mình sẽ giải đáp cho bạn ha. Mỗi bạn hai câu hỏi thì các bạn cứ comment ở đó, mình sẽ tổng hợp lại nha. Ok, thì chúng ta bắt đầu ha. Này các bạn chỉ cần tập trung và mình nghe thôi, tại vì chủ yếu mình chỉ nói chia sẻ về tư duy ha. Mình sẽ cố gắng chia sẻ chi tiết nhất về tư duy, rồi từ từ mình sẽ vào những cái cách làm ha, nên cũng không cần phải ghi chép gì hết, quan trọng là tư duy thôi, làm cái gì mình cũng phải có tư duy hết. Ok, rồi nói sơ qua về cái quy trình SEO ha. Thì cái quy trình này được mình áp dụng cho hầu như 100% dự án của mình ha. Hầu như tất cả các dự án, mọi lĩnh vực luôn, bao gồm từ sức khỏe cho tới các lĩnh vực khác như công nghiệp hay là review sản phẩm, vân vân và may may. Mình đều sử dụng cái quy trình này hết và mình tin luôn nha. Cái này cá nhân mình tin là quy trình này sẽ là cái quy trình chuẩn luôn dành cho những người SEO ha. Và quy trình này, khi mà các bạn tham khảo quy trình này, các bạn phải gọi là thực hiện theo đúng như thứ tự của nó luôn, từ trên xuống dưới ha, thực hiện lần lượt theo đúng thứ tự của nó, chứ cũng không gọi sao ta, cũng không mình không thể nào mà mình nhảy bước ha, tuyệt đối là đừng nên nhảy bước ha. Rồi, ok, rồi lan man vậy đủ rồi ha. Ok, chúng ta bắt đầu vào cái quy trình SEO. Rồi, bước một luôn nha. Bước một khi mà mình bắt đầu làm cái SEO á, thì bước đầu tiên luôn vẫn là nghiên cứu, nhưng mà không phải là nghiên cứu từ khóa nha ha. Ở đây mình không phải là nghiên cứu từ khóa, mà mình gọi là nghiên cứu nhu cầu của thị trường ha. Nhu cầu của thị trường tức là sao? Nếu mà các bạn bạn nào á, cái này mình nói luôn nè, bạn nào mà sử dụng Google Keyword Planner á, hay các cái tool gọi là đề xuất từ khóa như Keyword Tool.io ha, hay là Keyword Finder, thì những cái thằng này á, và cả Google Keyword Planner luôn, nó đều có một cái điểm yếu chí mạng luôn,
và chết người luôn á. Thì bạn nào làm SEO lâu năm các bạn sẽ biết ha, cái tool go, cái tool keyword tool.io và keyword finder á, nó là một cái bên thứ ba, nó là bên thứ ba, mà bên thứ ba này ở đây á, nó sử dụng cái API của Google ha, nó sử dụng cái API của Google, nó móc về bên nó, móc về bên nó và từ đó nó xuất ra cái dữ liệu, nó chi xuất vô dữ liệu của Google nó xuất ra. Nhưng cái thằng keyword planner á, của Google á, cái tool đó là nó dùng để chạy quảng cáo chứ không phải nó dùng để SEO. Nếu mà các bạn làm, nếu mà các bạn mà thực sự nha, các bạn làm SEO mà tầm 1 năm á, các bạn để ý đi, là sẽ có độ lệch cực kỳ lớn luôn giữa cái thằng keyword planner lẫn keyword tool.io luôn so với cái kết quả SEO thực tế. Tất nhiên sẽ là tùy ngành hàng, tùy ngành nghề và tùy lĩnh vực, nhưng mà cái độ lệch nó sẽ lớn nhất khi mà ngành nghề của bạn nằm ở trong cái mảng sức khỏe và sinh lý nam nữ. Thì không tin các bạn cứ SEO thử cái mảng đó đi, và các bạn đặc biệt luôn, tức là những cái keyword gọi là về nó hơi nhạy cảm một xíu, về hơi về sinh lý một xíu, như là cái cách tăng kích thước cọc nhỏ hay là quan hệ, tư thế quan hệ này nọ đó, thì hầu như luôn 80% keyword, 80% keyword của cái mảng đó sẽ bị Google ẩn search nha luôn các bạn. Tức là khi mà mình tìm á, thì nó báo là .. hoặc là không thống kê được ha. Thì lúc này tại sao mình phải nói nó là, tại sao quay lại câu hỏi ha, tại sao mình phải nói là nghiên cứu nhu cầu thị trường? Thì khi mà các bạn nghiên cứu nhu cầu thị trường á, các bạn không phải chỉ là dựa vào cái keyword của từ khóa đó nha, mà các bạn phải dựa vào thực tế nha. Mình làm SEO mình phục vụ cho người dùng ha, mình phục vụ cho người dùng chứ không phải là mình phục vụ cho Google, mình phục vụ cho con bot mà mình đi chạy theo từ khóa, mà mình phải chạy theo cái nhu cầu thực tế của người dùng luôn. Tức là mình ví dụ như các bạn làm về cái, các bạn làm về mảng sức khỏe đi, thì lúc nào á mình cá luôn các bạn thử search cái key là ví dụ sản phẩm của các bạn là Kidman 1 giờ đi ha, Kidman 1 giờ, mà các bạn thử tìm cái này đi, nó sẽ có rất ít hoặc là hầu như là không thống kê được search luôn, đó là key phân biệt Kidman thật và giả. Thì cái key này nó có thể nha, có thể nó không có lượng search tại vì người dùng chưa đủ để phát sinh cái nhu cầu tìm kiếm nó, nhưng bạn là một người dùng thì chắc chắn bao giờ bạn cũng sợ mua phải hàng giả, cái đó là điều chắc chắn rồi. Vậy thì trong bài viết của bạn nên có một cái đoạn nói về cái cách phân biệt thật giả ha, người dùng ai cũng muốn cái đó cả, chắc chắn luôn là điều đó, nhưng mà có khi cái keyword mà có khi mà cái tool nó không thống kê, nó không ra được lượt search, thì cho dù nó không thống kê ra được nhưng không có nghĩa người dùng không cần nó, và thậm chí là người dùng rất cần nó ha. Cái đó là cái bước đầu tiên rồi nghiên cứu nhu cầu của thị trường ha, là bạn phải là người muốn làm được điều đó, thì bạn phải là người gọi là trong ngành, thực sự phải là người trong ngành hoặc là có am hiểu nhất định về ngành ha, thì các bạn mới có thể làm được điều đó đó. Nếu mà các bạn không làm được điều này á, thì cái thực sự luôn cái SEO của các bạn á, nó chỉ gọi là cho có thôi, tức là các bạn chỉ tập trung các bạn vào cái việc mà các bạn đánh từ khóa thôi. Ok, các bạn có thể lên top, nhưng cái giá trị chuyển đổi thì nó lại không mang lại được ha. Tại vì các bạn chỉ gọi là focus vô đánh từng cái bộ key nó ra lượt search thôi. Thì ok, các bạn có lượt search, nhưng mà các bạn không đáp ứng được đầy đủ hết toàn bộ nhu cầu của người dùng, thì đặc biệt trong cái ngành sức khỏe luôn, là người dùng không bao giờ mà mua, rất ít luôn trường hợp mà người dùng vào một cái và mua liền. Người ta sẽ đi đâu đó, đi lẫn quẩn, cuối cùng người ta sẽ quay lại của bạn. Và các bạn làm cách nào đó để người ta có ấn tượng với mình nhất, và người ta có thể sẽ kết thúc bằng một cái hành động mua hàng nào đó ở trên website của mình ha. Rồi, ok, xong cái bước 1. Thì không biết là bạn nào có cái thắc mắc gì không ha, thì mình sẽ dành cho các bạn một phút 30 giây để các bạn đặt câu hỏi và thắc mắc, rồi mình sẽ giải đáp luôn trong phần này, để cho chúng ta có thể đi sâu nhất có thể ha, và các bạn cũng nắm được cái kiến thức.
Ok. Mình hiện tại mình chưa thấy có bạn nào đặt câu hỏi ha. Thì không biết là mình nói như vậy có quá nhanh không ha. Nếu mà quá nhanh thì các bạn có thể comment bên dưới. Ok ha, thì bạn Đức Thắng hỏi mình một câu là quy trình làm từ khóa như thế nào. Thì cái này thật sự mình nói nha, để mà các bạn làm được một cái bộ từ khóa hoàn chỉnh nha, cái này ngay cả bản thân mình, nếu mà các bạn có thể làm được một bộ từ khóa mà hoàn chỉnh từ A tới Z luôn, các bạn sẽ tính được luôn cái số lượng bài á, thì mình mất ít nhất là khoảng tầm 1 tới 2 tuần đối với một cái ngách trung bình khó. Còn những cái ngách nó dễ hơn á thì trung bình tầm khoảng 1 tuần ha, tập trung làm luôn á thì các bạn mới ra được cái bộ từ khóa chuẩn hết ha. Cái này là mình nói thiệt chứ không phải là nói giỡn đâu. Bạn nào mà làm SEO á và thôi, vấn đề này chắc là mình sẽ làm một cái video chi tiết sau về hướng dẫn làm từ khóa luôn ha, tại vì nó vừa kết hợp giữa tư duy và kết hợp giữa tool nữa ha, phải dùng đầy đủ từng bước bước này dùng bước 1 tool gì, bước 2 tool gì, bước 3 tool gì, thì các bạn sẽ có được đầy đủ bộ từ khóa nhất có thể, và thậm chí là nếu mà các bạn làm khéo á, thì các bạn còn tiết kiệm được chi phí SEO rất nhiều ha. Rồi ok, rồi chúng ta đi qua cái phần bước thứ hai ha, mình nhắc lại ha. Bước 1 là mình đi nghiên cứu nhu cầu của thị trường ha. Thì như thế nào đó thì các bạn có thể sau khi kết thúc livestream nữa thì các bạn có thể coi coi lại cái phần đầu mình có chia sẻ khá là kỹ về cái phần đó ha. Rồi. Bước 2. Nghiên cứu đối thủ. Thì nghiên cứu đối thủ ở đây đó là sao? Mình có một cái câu nói như vậy nè. Cái cách nhanh nhất để mà bạn có thể bắt kịp được đối thủ á chính là bắt chước đối thủ. À thật sự nha, bản thân mình thấy câu này rất là hay luôn, thì các bạn làm SEO các bạn cũng nên áp dụng cái này ha. Tức là sao, các bạn vào gọi là các bạn vào trang một á, khi các bạn search một từ khóa nào đó các bạn vào trang một, ví dụ như mình search cái từ là thuốc giảm cân đi đó, thì các bạn vào trang một các bạn đi coi sơ qua hết ha, 10 thằng trong top 1. Rồi. Coi và liệt kê xem cái outline, cái mục lục của nó làm như thế nào. Cái ha, thứ nhất nè, các bạn coi cái outline, cái mục lục nó làm như thế nào. Các bạn note lại hết. Ha, làm 10 thằng là 10 cái luôn nha. 10 thằng là 10 cái outline mục lục của nó. Thứ hai á là bạn coi cái văn phong của nó. Ha. Coi cái văn phong của nó như thế nào. Đó, kiểu nó trẻ trung, nó năng động hay là nó hơi một xíu gọi là cứng nhắc xíu, thì các bạn lưu ý hai cái đó ha. Rồi các bạn chọn cái hướng đi phù hợp cho mình, tức là như vậy nè, các bạn sau khi mình liệt kê qua được 10 cái outline đó, các bạn coi từ trên xuống dưới, các bạn đặt mình nha, các bạn đặt mình là một một người dùng thôi, các bạn bỏ qua hết mọi yếu tố kỹ thuật ở đây, đặt mình là một người dùng nha, phải đặt mình là một người dùng vào trong cái chủ đề đó, ví dụ như thuốc thuốc tăng cân ô thuốc giảm cân đi, thì đầu tiên khi mà các bạn vô cái thuốc giảm cân á, các bạn cần phải thật sự luôn, nếu nhắc tới một cái tên loại thuốc giảm cân thì các bạn cần biết cái gì ha. Thứ nhất, nguồn gốc xuất xứ, đúng không, các bạn phải biết nguồn gốc xuất xứ của nó là gì, ở đâu, của quốc gia nào ha. Thứ hai á, là chứng nhận của nó, giấy chứng nhận của nó được ai cấp, được ai chứng, đúng không. Thứ ba là gì, thứ ba là thành phần của nó gồm gì, chiết xuất từ đâu đó, công dụng như thế nào, bla 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 vân vân và mãi may. Thứ tư là gì, đối tượng sử dụng,
đối tượng sử dụng là như sau, là những ai nên sử dụng và những ai không nên sử dụng, những ai chống chỉ định. Rồi thứ năm là gì ha? Thứ năm là kiểu như là các bạn phải biết được hướng dẫn cách sử dụng nó, đúng không? Phải có được một người hướng dẫn cách sử dụng. Rồi thứ sáu là gì? À, thứ sáu là gì ha? Cái này mình đang đặt cái một một cái ví dụ tình huống thôi, là về thuốc giảm cân nha. Thứ sáu là các bạn phải biết được á, là đã có review nè, đánh giá nào chưa, ở đâu. Ví dụ như là đã có một cái chuyên gia, một cái cao lời nào đó đánh giá về cái sản phẩm này chưa, đúng không? Rồi tiếp theo nữa, hết cao lời, hết chuyên gia rồi, thì các bạn tới đâu? Tới người dùng. Người dùng đánh giá như thế nào, feedback nó ra sao đó. Rồi cái thứ 8 luôn á, cái thứ 8 nha, lúc đó mới bắt đầu tới cái phần mà mình chốt đơn nè, và mua ở đâu, giá bao nhiêu đó. Thì từ trên xuống dưới luôn á, thì chỉ có thực sự luôn nha, từ trên xuống dưới bao gồm 8 cái mình vừa mới nói á, thì thực sự luôn, và chỉ có cái công dụng, thành phần, cách sử dụng và mua ở đâu, giá bao nhiêu, chỉ có 4 trong số 8 cái đó là mới phát sinh được sợ thôi ha. À quên, còn phần review nữa thì có 5 trên 8 cái mà mình nói là có khả năng phát sinh được sợ. Còn những cái thứ còn lại á thì hầu như nó không phát sinh được sợ, nhưng người dùng nha. Cái này là mình nhắc lại xíu ha, cái này là cái mình nói về cái ví dụ thực tiễn thôi, thì nó có thể sẽ không đầy đủ khi mà mình làm ngay trên giấy, nhưng mà cái này thuộc về tư duy của mỗi người thôi. Đó. Thì những cái còn lại, ba cái còn lại của mình nói thì có thể nó không phát sinh được sạch ha, nhưng mà nó như cái mình nói đó, có những cái thứ mà người dùng cần ha. Thì các bạn tập trung, các bạn coi 10 cái online đó, 10 cái online của 10 thằng đó, đặt mình vào người dùng đó, xem mình thật sự mình cần cái gì, thì các bạn viết ra và các bạn làm thành một cái online, và cái online đó sẽ là cái online chuẩn luôn cho tất cả các sản phẩm trên web của bạn luôn. Các bạn nhớ nha, phải tìm ra được cái đối thủ nó đang thiếu cái gì ha, đối thủ đang thiếu cái gì, thì các bạn focus vào cái đó, focus mạnh vào cái đó luôn đó, thì các bạn sẽ là người chiến thắng trong cái công, trong cái phần gọi là về content, chỉ mới thắng được phần về content ha. Rồi cũng tương tự như phần 1 ha, mình sẽ dành 2 phút để các bạn có thể đặt câu hỏi, rồi mình sẽ bắt đầu mình giải đáp ha. Ừ, các bạn cứ đặt câu hỏi đi, mình xin phép mình uống miếng nước xíu ấy. Nói chuyện nãy giờ cũng hơi kháng nước. Rồi, ok. Quy trình sale ngành nào cũng giống nhau thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình nha, thì cái quy trình này áp dụng được cho tất cả mọi ngành luôn ha. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, quy trình này áp dụng được cho tất cả mọi ngành luôn, quan điểm và kinh nghiệm cá nhân thôi. Thì có thể đối với những cái bạn gọi là SEO mà thuộc dạng mà nâng cao luôn rồi, tầm global rồi, thì có thể là nó sẽ không đúng, nhưng mà đây là quan điểm cá nhân của mình. Thì mình cảm thấy là với cái quy trình SEO mình chia sẻ sau đây á, thì ok, các bạn sẽ áp dụng được hầu hết mọi ngành ở Việt Nam. Không biết là mình nói mọi người có khó hiểu không ha. Nếu mà thấy ok, hữu ích đó, thì mọi người có thể chia sẻ livestream này ha, chia sẻ livestream.
trên fanpage của mình đó, thì các bạn có thể chia sẻ giúp mình để cho nhiều người có thể để cho nhiều người có thể biết được thêm nhiều cái thông tin bổ ích ha. Ok. Thì mình sẽ đi tới cái bước thứ ba ha. Không biết mình nói có nhanh quá không ha. Ok, mình sẽ cố gắng nói hơi chậm lại xíu ha. Bước thứ ba là bước nghiên cứu từ khóa nha. Lúc này mình mới bắt đầu nghiên cứu từ khóa nè ha. Nghiên cứu từ khóa, và cái nghiên cứu từ khóa này nha, nó cực kỳ quan trọng luôn nha ha. Như như bạn bạn Thắng hồi nãy bạn có đặt câu hỏi là làm bộ từ khóa như thế nào á, thì cái bước này á chính là cái bước đề ba cho các bạn làm được cái bộ từ khóa đầy đủ và hoàn chỉnh nhất ha. Thì để mà làm được cái nghiên cứu từ khóa này á, thì mình có thực sự nha, là mình có tổng cộng mà mình sẽ sử dụng và 3 tool. Chính xác là 3 tool. Thứ nhất là Keyword Finder ha. Cái thằng, nếu mà các bạn sử dụng cái Keyword Finder rồi á, KW Finder á ha. Thằng này nó có một cái nhược điểm, gọi là chí mạng của nó luôn, rồi nó rất là đắt. Nó là cái thằng keyword đắt nhất theo mình biết nha. Nó là cái thằng keyword đắt nhất, cái tool dùng để nghiên cứu keyword đắt nhất hiện tại. Ngày như gói basic của nó cho bạn sợ có 30 lần à. Đó, thì nhưng mà thằng này nó có ưu điểm là nó sẽ tìm được những cái gọi là keyword đồng nghĩa so với cái truy vấn của các bạn, và nó sắp xếp cho các bạn luôn thứ tự từ lớn tới nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là nó tìm được keyword đồng nghĩa nha, và những cái truy vấn có liên quan luôn. Cái điều này á, những cái thằng như keyword tool.io á thì nó không làm được ha. Và nghe, và thằng Ahrefs luôn á thì nó cũng không làm được. Thì mỗi thằng nó sẽ có mỗi thế mạnh riêng ha. Thì mình nói luôn là cái bước đầu tiên á là các bạn dùng cái keyword finder, các bạn gõ cái từ khóa các bạn cần tìm vô, là nó sẽ đề xuất cho các bạn ra từng cái chủ đề luôn của cái từ khóa liên quan từ khóa đó. Thì mình sẽ bóc tách từng cái chủ đề nhỏ nhỏ đó ha, mình quăng vào tới lúc này nè, tới lúc này ha. Tùy tư duy và tùy cái kinh nghiệm của mọi người ha. Mọi người có thể quăng vào Ahrefs trước, hoặc là quăng vào keyword tool.io trước. Nhưng cá nhân mình á, mình sẽ quăng vào Ahrefs trong cái phần từ khóa của Ahrefs á. Tại vì sao? Ahrefs nó có một cái thế mạnh, nếu mà mọi người chịu khó tìm hiểu kỹ á, thì thằng Ahrefs này á, nó là công nghệ của nó, gọi công nghệ riêng biệt luôn nha. Thằng keyword finder, thằng keyword finder á và thằng keyword tool.io nó móc API từ Google về. Nhưng thằng Ahrefs này nó sử dụng công nghệ riêng của nó nha. Nó sử dụng công nghệ riêng của nó, hình như gọi là Clickstream, tức là dòng chảy click á. Ahrefs nó sử dụng cái công nghệ riêng của nó luôn. Cho nên các bạn nhiều khi các bạn thắc mắc á, các bạn không tin các bạn cứ thử test đi ha. Một số keyword các bạn dùng keyword tool.io các bạn tìm không ra, chắc chắn là không ra luôn. Và cả keyword finder chắc chắn các bạn cũng không tìm ra luôn. Nhưng mà các bạn quăng vô Ahrefs nó lại ra được sợ, thậm chí là 200-300 sợ luôn. Nhưng mà hai thằng kia không tìm ra ha. Nhưng mà vì lý do nó có ưu và nhược điểm riêng ha. Ưu điểm thì mình mới nói rồi. Nhược điểm của nó là nó thiếu keyword trầm trọng luôn. Do nó phát triển công nghệ riêng của nó nên cái database của nó không đầy đủ được như Google ha. Nó cố gắng nó mô phỏng gọi là gần nhất có thể, nhưng mà nó, cái database của nó vẫn không đầy đủ được như của Google đó. Thì sau khi các bạn tìm được từ keyword finder á, các bạn quăng vô Ahrefs để làm chi, để các bạn kiểm tra lại coi cái lượt search của đó thực tế nó như thế nào ha, nó có đúng hay không. Thì cái việc giữa cái thằng lượt search của thằng keyword finder á và cái lượt search của thằng Ahrefs á, thì nếu cá nhân mình sẽ tin tưởng cái lượt search của thằng Ahrefs hơn. Tại vì cái công nghệ của thằng Ahrefs nó đo dựa vào cái số lần click ha. Và cá nhân của mình luôn, mình cảm thấy luôn,
mình cũng xài Grab khá nhiều thì mình cảm thấy là ok, nếu mà đặt lên bàn cân ấy, thì mình sẽ tin tưởng cái lượt search của cái thằng Grab hơn so với những thằng kia. Những thằng kia nha, nó sẽ bị ảo, chắc chắn luôn, nó sẽ bị ảo. Không tin đúng không? Các bạn thử đánh vô một số cái mảng, gọi là mảng về mảng nào dễ bị ảo nhất ta? Mảng hút hàm cầu, hút bể phốt, chắc chắn với các bạn luôn, bao bị ảo luôn. Tại sao bị ảo? Tại sao lại bị ảo ha? Mình sẽ giải thích khúc này ha. Và sao? Các bạn search cái key hút hàm cầu á ở miền Nam, hút hàm cầu key ở miền Nam ha, hút bể phốt và key ở miền Bắc. Thì thực sự luôn, các bạn nào làm SEO về cái mảng đó, các bạn coi trong Search Console luôn á, Search Console nó mà nó báo về chính xác nhất cái đường search tự nhiên vít vào web của bạn á, thì chắc chắn luôn, các bạn cộng số một ngày á, các bạn nhân cho 30 thì nó không thể nào nó bằng ra được cái lượng sạch chính xác mà cái thằng keyword lên keyword tool.io hay keyword finder nó đề xuất, không bằng được luôn nha, nhiều khi nó rớt hơn gấp đôi luôn. Nhưng mà tại sao những cái thằng kia nó lại trả ra kết quả cao gần gấp đôi so với thực tế? Mục đích là để làm gì ha? Mục đích là để cho các bạn đâm đầu vào, các bạn trả keyword, thì cái keyword nó bị đẩy cái lượt search ảo lên á, thì các bạn nghĩ là ok, từ này nó có thể là nó phủ hay nó gì gì đó, thì các bạn đâm đầu vào, các bạn chạy đó. Thì mục đích của Google nó là muốn như vậy ha. Thì cái này thì mình có phân tích trong cái video nói về bản chất của Google bữa hôm trước, thì bạn nào chưa xem có thể vào YouTube của cộng đồng Affiliate Việt Nam coi lại video của mình ha. Rồi sau khi đã quay lại tiếp, sau khi đã quăng vào Ahrefs rồi, sau khi quăng vào Ahrefs ha, để đối chiếu cái lượt search đó xem nó có chính xác hay không, thì tiếp theo các bạn dùng cái keyword đó, các bạn quăng lại vào cái thằng keyword tool.io. Thằng keyword tool.io này có một cái ưu điểm tuyệt vời luôn, đó là hầu như nó xuất ra gần hết cái keyword mà Google đề xuất, gần hết thôi nha, khoảng 70%, khoảng 70% thôi. Và nếu mà so với cùng một cái keyword mà search trên ba thằng với nhau đó, thì cái thằng keyword tool chấm ô cái thằng keyword tool.io nó sẽ đề xuất ra số lượng keyword nhiều nhất. Mình ví dụ hay, ví dụ như cái thằng keyword finder nó đề xuất khoảng 100 thôi, Ahrefs đề xuất khoảng 80, thì thằng keyword tool.finder keyword tool.io á có thể nó đề xuất mình tới 200 lần. Cái thằng này và cái thằng ra keyword liên quan nhiều nhất ha. Nhưng mà keyword, nhưng mà tới đây nè, có thể là mấy bạn nó hơi 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 khó hiểu. Vậy cái thằng keyword finder với thằng keyword tool.io nó khác nhau gì? Khác nhau như vậy nè, các bạn mà dùng keyword tool.io, các bạn gõ đúng cụm từ đó và nó ra những cái cụm từ đồng nghĩa mà nó na ná nhau, gọi là nó ráp đầu ráp đuôi, thêm đầu thêm đuôi thêm đích vô na ná nhau, chứ nó không hiểu được những cái cụm từ khác nhau, những cái cụm từ khác nhau nhưng mà nó cùng nghĩa, trong khi thằng keyword finder thì nó làm được điều đó ha. Đó thì các bạn dùng ba cái tool này, các bạn kết hợp lại với nhau thì các bạn sẽ gọi là ra được, gọi là nghiên cứu từ khóa gọi là gần như hoàn chỉnh nhất ha. Còn một cái bước thứ tư nữa thì ok, để video tiếp theo về nghiên cứu từ khóa thì mình sẽ nói luôn, chứ nhiều khi mình chia sẻ hết thì nó cũng không hay ha. Ok, mình tương tự như mấy phần trước, mình sẽ dành cho phần này 2 phút cho các bạn đặt câu hỏi ha. Có trường hợp nào chỉ cần dùng một tool không? Thì thực ra bạn dùng một tool vẫn ok nha, bạn dùng một tool vẫn ok, không có vấn đề gì hết, nhưng mà nó sẽ nảy sinh tình trạng là các bạn sẽ chắc chắn luôn, và các bạn sẽ bị thiếu keyword,
Và khi làm SEO á, quan điểm của mình luôn, mình cực kỳ kỵ là làm SEO mà bị thiếu keyword, tức là nghiên cứu từ khóa không kỹ ngay từ lúc ban đầu ha. Tại vì sao? Khi các bạn nghiên cứu, tại vì sao thì phần tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn ha, nhưng mà mình nói sơ lược thôi. Thì các bạn nghiên cứu keyword kỹ á, các bạn mới nhóm được từng bộ từ khóa nó liên quan. Từ đó các bạn mới đi được internal link, các bạn tính được số lượng bài viết, các bạn tính được luôn số lượng internal link ha. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của các bạn hết. Nhưng mà bây giờ mình giả sử như các bạn bị sót đi, thì lúc này nó phát sinh thêm một cái là các bạn nó sai hoàn toàn cái quỹ đạo ban đầu các bạn đề ra rồi. Lúc này nó bị lệch, chắc chắn luôn bị lệch. Và khi các bạn tính đủ cái số lượng bài đó như vậy rồi đó, thì các bạn viết thêm một bài nữa. Và viết thêm một bài này nè, nó sẽ thốn hơn, cực kỳ thốn luôn. Tại vì nó sẽ gặp tình trạng là keyword ăn nhau. Tại vì đợt trước á, những cái bạn đâu có dự trù được hết được, và cái keyword đợt trước nó không ăn được, với nó không bị trùng với cái keyword bạn viết sau đâu, nó bị trùng một cách ngẫu nhiên á. Ha, bạn nào làm SEO các bạn sẽ biết cái điều đó. Mình nói là các bạn nào làm rồi á thì các bạn sẽ biết. Và tức là khi mình phát sinh ra keyword nó có lượt search, nhưng mà có một cái bài viết trước đó nó không chính xác, gần như nó không chính xác với cái keyword đó, nhưng mà nó chính xác khoảng 50%, nhưng mà nó đã được viết trước rồi và các bạn SEO rồi á, thì lúc này ở Google nó bắt đầu nó nhận cái thằng kia. Thì lúc này các bạn viết thêm một thằng nữa, lúc đầu hai thằng này nó sẽ bị gỡ keyword ăn thịt lẫn nhau ha. Thì lúc đó là các bạn vô cái tình trạng keyword ăn thịt lẫn nhau, là cái tình trạng rất là mệt mỏi luôn. Và khi mà cái website của bạn dính cái trường hợp đó thì không, rất rất khó, phải mất 2-3 tháng các bạn mới vượt qua được tình trạng đó ha. Thì lúc đó là tình trạng website của bạn là giữa một cái truy vấn mà nó sẽ xuất hiện hai link, nhưng mà hai link không phải nó lên top, mà hai link nó nằm tuốt dưới, có thể trang 2, trang 3 và có thể cuối trang 1, và lúc nào nó cũng nhảy liên tục giữa hai thằng ha. Lúc nào nó cũng nhảy liên tục giữa hai thằng hết, một trong hai link lúc nào nó cũng nhảy, nó cũng xuất hiện hết, thậm chí nó xuất hiện cả hai link luôn, xong nó tuột qua trang 2, trang 3 đó. Thì đó, bạn nên tránh cái tình trạng đó bằng cách sử dụng, tốt nhất là sử dụng ba cái tool mình vừa nói ha, thì các bạn sẽ tìm được bộ từ khóa gần như đầy đủ nhất. Ok, mình sẽ ok, cảm ơn bạn Thắng. Ok, mình sẽ nói tiếp theo á về cái phần tìm, mình sẽ nói phần tiếp theo, tức là các bạn phân bộ từ khóa nha theo insight của khách hàng. Tức là sao? Phân bộ từ khóa theo insight của khách hàng á, đợt trước á các bạn có theo dõi cái video hình như là video thứ hai, mình có phân tích thế mạnh của SEO so với Google AdWords dựa trên mô hình AIDA. Thì khi mà mình làm á, mình làm web luôn nha, và mình viết content luôn á, mình luôn cả trong bài viết và luôn cả trong cấu trúc website của mình, mình phải dựa theo mô hình AIDA nha. Nên có thể bạn dùng mô hình khác ok hơn thì mình không nói, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì mình nên dùng mô hình AIDA nha. Còn AIDA như thế nào thì các bạn xem lại cái video đó, mình có chia sẻ rất là chi tiết rồi ha. Mình sẽ không nói lại ở đây nữa để tránh mất thời gian của mấy bạn khác. Mình sẽ phân theo AIDA, tức là sao? Các bạn gom nhóm lại từng bộ key ha. Gom nhóm bộ key lại. Ví dụ như những keyword thông tin đó, những keyword nằm ở mục A và mục A đầu á, nằm ở mục A và mục A đầu ha, thì các bạn viết một cái bài thông tin. Đợt trước mình có nói ví dụ như là các bạn để ý ha, cái web của mình, cái web đợt trước mình show á, cũng theo mô hình AIDA đó. Các bạn để ý á, thì những cái keyword thông tin á, mình sẽ thường viết như kiểu là top mấy, hay là ví dụ top 10 loại sản phẩm gì đó được tin dùng nhất hiện nay, hay top bao nhiêu sản phẩm gì đó được chị em tin dùng nhiều nhất, hay là được bán chạy nhất, hay kiểu gì đó, hay kiểu hot nhất đó, kiểu như dạng review sản phẩm á, thì nó sẽ nằm ở cái mục I, nằm cái mục I và A, A và I lúc ban đầu ha. Còn những cái sản phẩm mà nó nằm tiêu đề, nó nằm ở cái mục sau á, là mục DA á, mục nằm ở cái phần nửa cái phễu AIDA đằng sau á, mục D và mục A á,
thì nó sẽ thiên về xu hướng giống như là giá bao nhiêu, mua ở đâu. Thì các bạn để ý một số các bạn search cái sản phẩm á, ví dụ như các bạn search về cái ví dụ như chó đi, thì các bạn search về tên loài chó đó đi thì các bạn sẽ thấy luôn á. Mình ví dụ ha, các bạn search cái kỳ chó chó hờ mông cọc đi, ví dụ vậy đi, chó hờ mông cọc, thì các bạn sẽ thấy là có những cái bài viết trong top 10 nó xuất hiện với dạng là bảng giá và mua ở đâu. Cái title của nó xuất hiện với cái dạng là có chứa từ bảng giá và mua ở đâu, giá bao nhiêu các kiểu đó. Thì tùy thị trường và tùy nhu cầu mà mình lựa chọn, gọi là mình lựa chọn phân insight như thế nào. Có những thị trường á, mình chỉ cần phân một loại insight thôi, duy nhất một loại insight thôi, tức là sao, là mình cho khách hàng thấy được cái insight đó đầu tiên. Ví dụ như là kem trị mụn đi, thì khi mà các bạn search từ kem trị mụn á, rất rất là khó luôn, thực sự rất là khó luôn, để mà nó lên được theo cái kiểu insight là bảng insight kiểu là giá kem trị mụn hiện nay bao nhiêu rồi mua ở đâu uy tín. Không, nó không lên được kiểu đó, thông tin các bạn gõ thử đi. Nhưng mà nó sẽ lên theo cái kiểu gọi là insight, theo kiểu là cung cấp thông tin, ví dụ như là top 20, top 10, top 15, top 50 loại kem chị mụn tốt nhất hiện nay đó. Thì các bạn phải dựa vào Google để tìm hiểu xem là cái insight nó như thế nào ha, từ đó mà mình chọn được cái bộ từ khóa phù hợp với lại cái hướng đi của mình đó. Cái phần này rất là quan trọng nha các bạn, các bạn lên top hay không lên top là do phần này quyết định đó nha ha, chứ không phải là linh lọ gì đâu nha. Linh lọ chưa tới đâu, linh lọ nó còn nằm ở túc dưới lần. Trong quy trình SEO của mình đó, thì linh nó nằm ở gần như là chót, gần như là kế cuối luôn ha, thì các bạn mới bắt đầu đụng tới linh. Rồi ok, mình sẽ dành ra 2 phút, khoảng 2 phút nha, để cho các bạn đặt câu hỏi về phần này ha. Ok rồi, thì chắc phần này nó cũng đơn giản nên không có bạn nào đặt câu hỏi ha. Rồi mình sẽ đi, có một bạn đặt câu hỏi là mỗi từ khóa chính chỉ nên có một bài viết trên web của mình thôi hay sao anh? Thì bạn câu hỏi của bạn August Blue ha, câu hỏi là mỗi từ khóa chính thì chỉ nên có một bài viết trên web của mình thôi hay sao? Thì câu hỏi này á, để mà các bạn để mà trả lời được á, thì nó thực sự là nó khó. Bạn phải nêu cho mình một cái gì đó nó cụ thể hơn. Tại vì bạn biết như thế nào không? Cái việc mà bạn viết bao nhiêu bài á, nó phụ thuộc vào cái lượng search của cái từ khóa đó. Mình ví dụ đi, các bạn có, cho dù nó có từ khóa đồng nghĩa luôn nha, nhưng mà mình sẽ ví dụ cho các bạn hiểu nè. Về bản chất á, cái từ nói luôn nha, về bản chất, ví dụ này nó hơi thô thô thiển một xíu nhưng mà nó sẽ thực tế hơn với lại anh em chúng ta ha. Dụ mình nói luôn ha, dương vật giả, dương vật giả nha ha, ví dụ thôi, cái từ dương vật giả nó có 10.000 sạp đúng không? Cái từ tiếp theo nữa, tiếp theo cái từ dương vật giả đó nữa là cái từ, rồi
tờ Dream giả đi, tờ Dream giả nó có khoảng 3.000 sạch ha, dương vật giả, Dream giả nó có khoảng 3.000 sạch, và một cái từ nào đó nó đồng nghĩa nhưng mà nó khác chữ so với những cái thằng này nha, và nó có hẳn những cái kỳ con đi kèm theo luôn nha. Ba thằng này phải là cái thằng khác nghĩa, ổ lục khác chữ nhưng mà có nguyên bộ kỳ con đi kèm theo luôn đó. Thì lúc này nha các bạn để ý nè, lúc này á là ba thằng này á, mỗi thằng nó đều có lượt sạch trên 1.000 hết ha. Mỗi ví dụ mỗi thằng có lượt sạch trên 1.000, thằng đầu có lượt sạch 10.000, thằng thứ hai có lượt sạch 3.000, thằng thứ ba giả sử có lượt sạch 2.000 đi ha, nhưng mà nó có nguyên cái bộ kỳ con của nó đi kèm theo luôn á, mặc dù nó là kỳ đồng nghĩa nha, khác từ nhưng đồng nghĩa, là dương vật giả, chim giả hay là cu giả chẳng hạn đó. Thì ba từ này, nhắc lại nha, ba từ này tuy khác nhau và đồng nghĩa nhưng nó có lượng sạch lớn và nó có những cái bộ kỳ con đi kèm luôn, thì lúc này các bạn phải viết ba bài. Tức là sao, ví dụ top 10 dương vật giả được ưa vừa chuộng nhất hiện nay, top 10 cu giả được sử dụng chị em tin dùng nhất hiện nay, hay top 10 Dream giả được chị em săn đón nhiều nhất hiện nay. Ba bài đó là ba bài khác nhau, dùng để sell cho ba bộ khác nhau, mặc dù ba thằng đó đều đồng nghĩa là dương vật giả hết, nhưng mà do lượng sạch của nó quá lớn và cái gọi là nó có cái bộ từ khóa con đi kèm theo, thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải sưu như vậy. Chứ nếu không á, mình chắc chắn luôn là các bạn gặp một cái thằng nào đó mà gọi là biết một cái thằng nào đó mà nó xem livestream này của mình đi ha, và nó làm theo kiểu đó mà bạn không làm theo kiểu đó, nếu mà hai web đồng sức mạnh thì chắc chắn web của bạn sẽ bị web của cái thằng đó vượt, cái đó đều chắc chắn luôn. Tại vì cái từ khóa, cái bài viết kia nó focus vào cái từ kia hơn là cái web của bạn ha. Ok bạn Augustus Lu, không biết là còn thắc mắc gì nữa không ha, hay là mình có nói quá nhanh hay không. Ok, rồi. Còn bạn nào có câu hỏi nữa không thì mình sẽ giải đáp luôn ha. Tại vì cái phần keyword và nhóm từ khóa này là nó cực kỳ quan trọng luôn nha. Các bạn, mình nói thẳng luôn á, các bạn nếu mà các bạn làm không tốt phần này á, thì các bạn nếu mà, thôi mình nói nếu mà các bạn làm tốt đi, cho các bạn hình dung được ha. Thì nếu mà các bạn làm tốt á, thì giả sử như các bạn chỉ cần 10 link thôi là các bạn vượt được đối thủ rồi. Nhưng mà nếu các bạn làm không tốt, cho dù các bạn có boost thật sự 100 link các bạn cũng chưa chắc vượt được đối thủ nữa. Tại vì nội, các bạn phải hiểu vấn đề này nè, là nội tại của các bạn, nội tại của bản thân của cái web các bạn á, nó chưa tốt, nó chưa mạnh, nó chưa phủ hết, và nó chưa, gọi là nó chưa focus được đầy đủ từ khóa và làm Google nhận được chủ đề. Thì bây giờ các bạn boost link vào á, thì ok, link nó tăng tín hiệu cho các bạn thôi. Nó nhưng mà các bạn, bản thân các bạn đã thiếu cái đó rồi, thì bây giờ tăng lên cỡ nào bây giờ, không phải lấy thằng khác chám qua. Nếu mà thằng khác nó chám qua thì cái bản thân, cái bản thân của cái thằng đó nó cũng sẽ bị mất sức mạnh ha. Các bạn, mình phải hiểu rõ cái vấn đề này ha. Thì quan trọng nhất luôn, thật sự nha, trong quy trình SEO mình đánh giá cái bước này là cái bước quan trọng nhất luôn, quan trọng nhất luôn. Các bạn thắng hay không thắng là nằm ở cái bước này nè, nằm chính xác hơn là nằm ở cái bước này nè, chứ không phải là nằm ở bước bách vinh hay là những cái bước sau đâu, chắc chắn với các bạn luôn. Bách vinh nó có thể giúp các bạn lên sớm hơn, nhưng mà cái này nó sẽ giúp các bạn lên bền vững hơn ha. 60% các bạn có thắng được dự án SEO hay không mà nằm ở cái bước này nè, từ đầu tới giờ luôn á. Phần sau thì nó chỉ khoảng 40% thôi, thậm chí luôn là nhiều trường hợp là các bạn chỉ cần, trong một số ngành nha, các bạn chỉ cần làm tốt content thôi, thật sự luôn, làm tốt content, phủ đầy đủ chủ đề hết, focus đầy đủ theo từng bài viết, đúng keyword từ khóa, không ăn nhau hết,
thì hầu như các bạn thắng 80% rồi, 20% còn lại là các bạn chỉ cần đẩy lên nhà thôi là nó lên. Cái đó là kinh nghiệm có thiệt của mình trong một số dự án mà mình cũng khá là chạy chật mình mới vượt qua được đối thủ ha. Ok. Rồi mình sẽ đi tới cái bước tiếp theo. Đó là cái bước G, các bạn tính được cái số bài viết. Tại sao phải tính được cái số bài viết? Ví dụ như các bạn phải ước lượng được cái size của bạn á, là cần có bao nhiêu bài viết ngay, chứ không phải các bạn mà viết luôn tuồn gì hết. Không phải viết nhiều là tốt nha. Mình đính chính luôn, không phải viết nhiều là tốt mà các bạn viết đủ nó mới là tốt. Ha. Các bạn tính số lượng bài viết để làm chi? Để khi các bạn tính được đủ số lượng bài viết rồi á, các bạn mới tính ra được cái lượng internal link. À, internal link trong nội bộ website của bạn. Internal link nó vẫn là link nha các bạn, nhưng mà link trong website của bạn nha, link nội bộ. Hay còn upbay á, tức là backlink, là link ở ngoài website của mình. Thì thằng internal link này nó quan trọng cũng không kém gì so với thằng backlink này đâu. Backlink là nó điều hướng từ bên ngoài vô, còn internal link này á, mục đích chính của nó luôn và để giải nghĩa cho cái bài viết đó muốn nói cái gì. Thì khi các bạn tính ra được cái số lượng bài viết rồi, các bạn mới tính ra được là mình cần tối thiểu là link điều hướng bao nhiêu, điều từ khóa nào vô cái bài viết nào, cần SEO cái cụm kỳ gì, thì lúc này internal link ha. Cái internal link là một cái thực sự luôn, gọi là kinh điển, mình phải công nhận là kinh điển ha. Các bạn internal link khéo thôi là các bạn điều hướng sức mạnh rất là ok luôn, đều sai hết, và size nào mỗi bài viết nó nhận mỗi cụm key khác nhau luôn, rất là tuyệt vời nếu mà các bạn internal link chuẩn ha. Thì internal link này nó thật sự nếu mà trong 8 bước này ở trong trong quy trình SEO này của mình á, và mình bóc tách ra thì mỗi cái nó đều là một cái chủ đề con riêng hết, thì mình nghĩ là mỗi cái thì nó nên thật sự luôn là nên cần có một video để mình nói chuyên sâu hơn thì nó sẽ rõ hơn nha. Rồi bạn anh bạn August Lu hỏi là làm sao để keyword không ăn nhau. Thì cái này câu hỏi này nó khó trả lời quá bạn ơi. Bạn phải có một cái keyword cụ thể nào đó. Nhưng mà để keyword không ăn nhau á thì tốt nhất là bạn phải xem xét về cái gọi là thứ nhất á. À, xem xét thứ nhất hai yếu tố. Thứ nhất là cái internal link tới cái phần bài viết đó nó có chuẩn chưa, có đúng chưa. Cái thứ hai là cái upbay bạn đi vào cái bài viết đó nó có đúng với cái keyword đó chưa ha. Để hạn chế keyword ăn nhau thì mình quan sát kỹ hai phần đó. Còn nếu mà muốn chi tiết hơn thì nó phải có một cái bộ key riêng và một cái web, thực sự là phải làm trực tiếp luôn thì nó mới ra được nhiều vấn đề, chứ không phải là mình chỉ nói như vậy nó giải quyết được vấn đề đâu. Cái phần keyword ăn nhau nè nó sẽ được giải quyết tốt nếu mà các bạn nhóm từ khóa tốt ha. Nhóm từ khóa như thế nào thì mình đã chia sẻ ở trên phần đầu video đó, các bạn kéo lên trên các bạn coi ha, mình sẽ không nói lại để tránh mất thời gian ha. Ok, và mình nãy giờ mình đi qua 5 bước rồi, bây giờ ha, bây giờ mình sẽ tới cái bước bước thứ sáu. Sau khi các bạn nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và tìm được bộ từ khóa hết rồi thì lúc này nha, lúc này nè các bạn mới bắt đầu các bạn mua domain và chọn tên miền ha. Các bạn có thấy nó hơi 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 kỳ không? Tại vì SEO đa phần ở Việt Nam á, sao được trước mình nói á, và anh em SEO đa phần ở Việt Nam á làm quy trình ngược, tức là sao các bạn làm cho mấy chủ doanh nghiệp á, mình nói như vậy không biết đúng không nha, mà mình thấy có vẻ là đúng. Các bạn làm cho chủ doanh nghiệp trước đúng không, và có phải các bạn có website trước khi mà các bạn có bộ key không, đúng không? Các bạn làm cho chủ doanh nghiệp là các bạn có website trước khi các bạn có bộ key nè, và lúc đó là bộ key cũng đã có rồi luôn, bộ key cũng không phải do
các bạn phân công bài viết đã lên hết trơn luôn rồi. Bây giờ các bạn bay vô làm đó là các bạn chỉ làm upbay thôi. Đó, lúc này các bạn chỉ làm upbay thôi. Thì có phải lúc này các bạn đang chổng ngược lại cái quy trình từ trên xuống dưới không? Đó, thì các bạn đa phần cái SEO, các bạn SEO mà làm cho các doanh nghiệp SME á thì đều mình thấy luôn tình trạng chung là đều làm theo kiểu quy trình ngược. Tức là vô và có sẵn domain, có sẵn bài viết, bắt đầu đi upbay thì nó hoàn toàn nó sai tà ve hết. Nó sai hết cái quy trình mà SEO của mình ha. Cái đó là mình quan điểm cá nhân thôi. Thì đợt trước cũng có một cái bạn này, mình nói vui thôi, mình chia sẻ. Đợt đó mình cũng định comment vào tweet của bạn, định comment vào cái status của bạn đó rồi, nhưng mà mình thấy thôi, thì có thể do bạn đó chưa có nhiều kinh nghiệm. Thực sự qua cái cách mà bạn đó viết cái bài viết và đó thì mình cảm thấy là bạn đó chưa có nhiều kinh nghiệm, và nó rất là lý thuyết và lan man luôn. Nó không focus được cái vấn đề mà để giải quyết được cái vấn đề. Thì cái bạn đó viết một cái bài viết tựa là vạch trần sự khốn khổ khi làm SEO cho doanh nghiệp SME đó, và bóc trần Google. Thì mình vào mình đọc mình chả thấy thật sự luôn. Có thể là đối với nhiều bạn newbie thì ok, bài viết nó hay, nhưng mà với mình thì nó không có một giá trị gì cả. Bài viết đó không bóc trần được bản chất Google gì cả, mà cũng không bóc trần được cái sự khốn khổ của khi làm SEO, và không chỉ ra được chỗ sai mà cần giải quyết gì hết. Ok, thì mình đánh giá bài viết đó chỉ nằm ở mức là có tâm, cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng, nhưng mà có thể do tầm chưa đủ. Thì ở đây mình sẽ không nói tên bạn đó ra ha, và cũng không nói tên group nào hết. Thì cái đó quan điểm cá nhân thôi. Rồi, bắt đầu nè. Sau khi các bạn mua cái tên miền, mua cái domain xong rồi á, thì lúc này nha, mình mới tới phần tối ưu on page. Tức là sao? Các bạn tập trung tối ưu thứ nhất nè, cái này quan trọng này nha. Thứ nhất về tốc độ tải trang, page speed. Các bạn đừng có nhầm giữa page speed, của Google đề xuất điểm chấm page speed insight của Google với cái điểm page speed thực tế nha. Điểm cái này mình khẳng định luôn, điểm page speed insight của Google theo cá nhân của mình là không có giá trị ha. Điểm page speed insight của Google, cho dù các bạn nó chấm cho các bạn 100/100 mà web bạn lót dưới 3 giây thôi, thua. Mình chắc với các bạn luôn, các bạn vào một cái website nào đó mà nó lót trên 3 giây là các bạn muốn out ra khỏi nó liền. Không, ví dụ các bạn vừa gõ zin.vn đi mà nó lót 1 2 3 mà lót chưa xong các bạn muốn out rồi, hơi bực rồi đó. Ha. Đó, cái thứ nhất là page speed. Cái thứ hai là phần giao diện trải nghiệm user. Thì cái này các bạn phải làm cho website mình nó bắt mắt xíu, đẹp một xíu ha. Đó, thì hai cái quan trọng nhất là page speed và trải nghiệm user. Còn cái phần gọi là backend á, thì nó quá chuyên sâu về phần kỹ thuật rồi, thì mình các bạn nên cần một bạn code hỗ trợ ha. Còn nếu mà mình chia sẻ luôn cái vấn đề đó ở đây thì thành ra là mình lan man qua tới vấn đề code rồi, chứ còn không phải là SEO nữa ha. Rồi, sau khi các bạn tối ưu on page rồi ha, tối ưu tốc độ tải trang nhanh rồi đó, tối ưu giao diện nó đẹp ok hết, đầy đủ mọi thứ rồi ha, tối ưu internal link xong hết rồi, lúc này các bạn mới bắt đầu đi link nè. Đi link là cái bước cuối cùng luôn, gần như cuối cùng luôn trong quy trình SEO nha. Các bạn làm xong hết từ A tới Z luôn rồi xong các bạn mới đi link nha, mình khẳng định luôn. Chứ không phải là các bạn làm lơ mơ mọi thứ xíu rồi các bạn bay vô các bạn đi link là thua liền. Các bạn sẽ không phát huy được giá trị của link đâu, và các bạn càng đi link đó là sai của bạn, các bạn sẽ càng tụt ha. Đó là nhiều người tại sao làm một hồi làm đã đời luôn, xong bắt đầu bay vô đi link càng đi càng tụt. Thì rõ ràng thôi, do các bạn cấu trúc website không ổn ngay từ ban đầu, các bạn không tính toán được số lượng bài viết, và các bạn không phân nhóm được keyword, không phủ được hết toàn ngành, không nhận đúng chủ đề, thì làm sao các bạn lên nổi được
đó đều quá bình thường ha. Các bạn chú ý nè, cái câu chuyện đi link nè, cái câu chuyện đi link này nha, nó mình nói thiệt, nếu mà để nói ra cái câu chuyện đi link nè chắc phải mất phải 10 buổi á, nếu mà nói kỹ hơn về câu chuyện đi link nữa thì ở đây mình sẽ không nói quá sâu về nó ha. Rồi xong bước thứ 8 mà đi link ha, các bạn phải tới bước thứ 9 nè. Cái bước này cũng quan trọng là các bạn đo lường cái hiệu quả SEO mang lại cho các bạn ha, và các bạn tối ưu. Tức là sao, các bạn đo giả sử như web bạn 1.000 traffic truy cập vào hàng ngày đi, nhưng mà cái tỷ lệ click vào cái nút gọi hay nút đặt hàng của các bạn á như thế nào, các bạn phải đo lường lại, các bạn phải test lại, các bạn phải đổi màu cái nút đó chẳng hạn, hay đổi vị trí đặt nút, đổi vị trí đặt banner, các kiểu là điều đó, thì các bạn phải đo lường, các bạn tối ưu. Mục đích cuối cùng của SEO á dành cho dân affiliate của mình thôi là bán được hàng ha. Mình xin nhắc lại ha, cái đó mình có nói kỹ trong cái phần tư duy về SEO, cái bài số 1 á ha, cái bài định hướng tư duy về SEO dành cho người mới bắt đầu á. Ok, thì các bạn phải tối ưu và đo lường kỹ cái phần đó. Mục đích chính của mình vẫn là bán được hàng và có tiền thôi ha. Ok, tới phần thứ 10, phần duy trì. Cái phần đây là cái phần nhẹ nhàng nhất. Cái phần nhẹ nhàng nhất trong quy trình SEO của mình ha. À, nãy giờ hình như nó dôi thêm vài bước rồi ha. Chính xác hơn là gồm 10 bước. 10 bước quy trình SEO ha. Thì giờ mình tới bước cuối cùng là bước duy trì. Duy trì này tức là sao? Mình nói đơn giản vậy thôi nè, là các bạn vào á, lâu lâu các bạn vào các bạn xem thử link của mình á, nó có bị mất hay không. Nếu mà mất thì các bạn phải bù link nha, nên bù link càng sớm càng tốt đó. Tại sao mình lại nghiêm trọng cái vấn đề này? Tại vì á, lúc nào Google thật sự luôn, thị trường mà các bạn thấy ngon ăn á, là luôn luôn có đối thủ nhảy vào cạnh tranh, chắc chắn luôn. Thị trường cạnh tranh là ngon ăn thì nó cạnh tranh. Thì các bạn không làm tốt cái phần này á, các bạn không kỹ từng bước nhỏ, thì một cái thằng đối thủ nó nhảy vào, nó làm tốt hơn bạn mọi thứ một chút, nhiều cái một chút rồi nó thành một cái to lớn ha. Thì lúc đó website của bạn có khả năng bị nó vượt rất là cao ha. Mặc dù website bạn lâu đời hơn, nhưng mà các bạn nên nhớ là Google lúc nào nó cũng thích content mới, thích nội dung mới ha. Rồi ok, thì đó là cái quy trình 10 bước SEO mà mình áp dụng ha, hầu như cho mọi dự án của mình luôn. Rồi mình sẽ nhắc lại ha, bước 1 là nghiên cứu nhu cầu thị trường ha, bước 2 là nghiên cứu đối thủ, bước 3 là nghiên cứu từ khóa, bước thứ 4 là tìm keyword và nhóm cái bộ từ khóa theo từng cái insight của khách hàng khác nhau ha, bước thứ 5 là tính ra được cái số lượng bài viết và các bạn đi internal link vậy đầy đủ hết ha, bước thứ 6 là bây giờ nha, các bạn mới bắt đầu chọn tên miền mà mua domain ha, bước thứ 7 là tối ưu on bay, bước thứ 8 luôn mới tới đi link nha, bước thứ 8 mới là đi link nha, bước thứ 9 là các bạn phải tối ưu và đo lường hết, bước thứ 10 các bạn duy trì. Đó, câu chuyện SEO và nó chỉ gồm 10 bước như vậy thôi. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì nữa không ha? Rồi ok, bây giờ mình sẽ giải đáp cái hai câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Lộc đặt ra hồi đầu video ha. Thứ nhất là làm sao để lập một cái plan sale hiệu quả. Thì cái câu này nó chung quá, thật sự nó rất là chung. Plan sale hiệu quả thì thế nào là hiệu quả? Tại vì bạn để biết được hiệu quả hay không á, các bạn phải cân đo giữa cái số tiền bỏ ra và cái lợi nhuận mà các bạn thu lại được, hoặc là một cái gì đó mà các bạn thu lại. Ví dụ một cái cực kỳ đơn giản như thôi nè, các bạn thấy thằng Vinmec, các bạn thấy thằng Sở Y tế Bắc Cạn không? Nếu mà bạn nào đánh trong ngành y tế á, hoặc là sức khỏe, các bạn thấy Sở Y tế Bắc Cạn á, thì các bạn ok, thấy nó lên ngon, thấy nó lên tốt, mạnh, thì các bạn rất là khoái đúng không? Thì nhưng mà các bạn có biết là câu chuyện ẩn sau nó như thế nào? Mỗi một cái bệnh nó đều có một con BBN hết, tính ra nó gần cả trăm con BBN mà nó mới lên được như đó. Thì các bạn thấy nó hay, các bạn thấy nó tốt, nhưng mà quan trọng là các bạn cân đo được cái số tiền mà nó bỏ ra so với cái tiềm lực của mình á, thì mình có đu theo được kiểu như đó hay không. Nếu mà mình không đu theo được thì mình phải tìm một cái hướng đi riêng phù hợp với cái ngân sách của mình, thì lúc đó mình mới có thể gọi là có một cái plan sale hiệu quả được ha, chứ không phải là nhìn theo đối thủ, thấy đối thủ mạnh đi theo đối thủ và hiệu quả. Câu chuyện sale bây giờ ở một
một người SEO giỏi là một người có thể làm được một website hiệu quả nhất đối với cái chi phí bỏ ra, chứ không phải là người làm lên top tốt nhất ha, không phải là người làm có nhiều traffic nhất, mà người mà là người làm hiệu quả nhất so với cái chi phí mà bỏ ra ha. Rồi câu hỏi thứ hai là link forum có còn hoạt động không, thì cái câu hỏi này nó hơi như vậy ha. Thực sự mà nói á, về bản chất link nào nó cũng hoạt động hết, khi mà bạn đặt link thì link nào nó cũng có giá trị hết, nhưng mà giá trị tốt hay xấu á, thì tùy thuộc vào cái chỉ số của cái forum đó, tùy thuộc vào chỉ số nơi bạn đặt link ha, tùy thuộc vào cái nội dung xung quanh nó, tức là độ liên quan của cái link đó tới cái chủ đề của website bạn ha. Thì câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Lộc á, link forum có còn hoạt động hay không, thì mình xin trả lời là có nha. Những một số dự án mình chỉ sử dụng link forum thôi, mình vẫn lên top cao rất là bình thường luôn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chỉ số forum đó như thế nào, nó có spam quá nhiều không, nó có traffic hay không, các chỉ số metric của nó có cao hay không, DACA, TF, DF, cái kiểu nó có cao hay không, nó có phù hợp với lĩnh vực của mình hay không, và nội dung nó có liên quan hay không. Đó, nó có 1 tỷ cái vấn đề liên quan đó như vậy lần, chứ không thể nào mà đánh giá link forum còn hoạt động hay không dựa trên một vài yếu tố được. Nếu mà chỉ hỏi một câu đơn giản là link forum có còn hoạt động hay không á, thì mình xin trả lời là chắc chắn còn hoạt động nha. Nhưng mà thế nào để hoạt động hiệu quả thì nó còn dựa vào nhiều yếu tố lắm ha. Cái này phụ thuộc vào cái lượng data SEO mà các bạn nắm được ha. Ok. Thì bữa live stream tới đây thì mình nghĩ là cũng quá dài rồi ha. Thì mình đã nói chi tiết nhất có thể về 10 bước. Ban đầu mình dự định là 8 bước thôi, nhưng mà mình phải tách ra thành 10 bước để cho các bạn đi sâu nhất có thể, và các bạn có thể hiểu được cái vấn đề về SEO ha, và mình có được cái tư duy làm như thế nào cho đúng đắn nhất. Rồi. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ đặt đi ha, đặt ở bên dưới thì mình sẽ làm một cái video tổng hợp và giải đáp cho các bạn ha. Rồi, nếu mà các bạn thấy hay thì ok, cứ like và chia sẻ đi để cho mình và đội ngũ admin có thêm động lực để làm những cái video chia sẻ tiếp theo ha. Rồi, xin chào, cảm ơn các bạn.